Rồi bây giờ 4 giờ em xin phép được bắt đầu chương trình ở đây ạ. Xin chào quý vị khách hàng đến với chương trình đồng hành giao dịch được tổ chức bởi VN Direct ạ. Em là em xin tự giới thiệu, em tên là Khôi Nguyên, là chuyên viên của trung tâm tư vấn đầu tư ở VN Direct, và đồng hành với chương trình ngày hôm nay là có anh Bùi Lê Văn, là trưởng phòng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản của VN Direct ạ. Thì như thường lệ, hôm nay chương trình sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là điểm qua thị trường phiên giao dịch vừa rồi, hôm nay của thị trường. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia, và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp trực tiếp ạ. Em xin phép được bắt đầu chương trình đồng hành giao dịch ngày hôm nay với phần đầu tiên, đó là phần cập nhật thị trường ạ. Thì như anh chị có thể thấy ở trên màn hình hiện tại của em là về giao dịch của VN Index ngày hôm nay. Buổi sáng VN Index mở cửa cho thấy là sự giằng co khá là mạnh, khi chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là thân nến lúc 9 giờ là khá là nhỏ, và bước nến ở trên và bước nến ở dưới rất là dài, cho thấy là sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Nhưng sau đấy đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi là VN Index bắt đầu có dấu hiệu bên mua đã chiếm ưu thế, khi tăng khá là tốt, tăng đến 1.330 điểm đến nghỉ trưa. Và sau khi nghỉ trưa thì VN Index hôm nay đã tăng khá là tốt để quay về đến mức 1.339 điểm ạ. Tăng 14 điểm so với cả ngày hôm qua. Vâng, em xin tiếp tục ạ. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây là chủ yếu là các cổ phiếu tăng giá mạnh hôm nay là các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ, cho thấy là vẫn chưa thực sự là có dòng nào dẫn dắt thị trường trong bối cảnh hiện tại. Như chúng ta có thể thấy tiếp tục ở đây ạ. Hôm nay các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường lớn nhất có thể nói đến cổ phiếu gas, cổ phiếu Hòa Phát và cổ phiếu Vietcombank ạ. Thì gas hôm nay đóng góp vào VN Index đến 2,6 điểm. Điều này thì cũng trùng với cả tin là giá dầu Brent đã chạm mốc 80, để cho thấy là cái sự hưng phấn của nhà đầu tư với cả nhóm cổ phiếu của dòng dầu khí như thế nào. Nếu chúng ta nhìn vào thanh khoản ở đây thì chúng ta có thể thấy là so với cả ngày hôm qua thì thanh khoản phiên hôm nay giảm khá là mạnh, khi thanh khoản hôm nay chỉ đạt quanh mốc 18.000 tỷ. Và nếu mà nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy, như em đã nói, là cái bắt đầu phiên giao dịch hôm nay thì chủ yếu là diễn ra lực mua bán khá là giằng co, khi chúng ta có thể thấy là bên mua đã có lúc là đã cố chiếm ưu thế ở 9:20, nhưng sau đấy thì bên bán đã quay lại chiếm ưu thế ở quanh lúc 9:30. Nhưng sau đấy thì bên mua là đã thật sự bắt đầu chiếm ưu thế bắt đầu từ khoảng 10:20 và 10:30, và xu thế này tiếp tục diễn ra cho đến khi kết thúc phiên. Về giao dịch khối ngoại hôm nay thì chúng ta có thể thấy là khối ngoại hôm nay đã quay trở lại mua dòng với giá trị gần 500 tỷ, chủ yếu là vào các cổ phiếu Hòa Phát, Vinamilk, Vinhome, FPT, KBC, HCM hay là Masan. Ở chiều ngược lại thì hôm nay khối ngoại đã bán ra hơn 1.000 tỷ, chủ yếu là bán gas, Vinhome, FPT hay là Khang Điền ạ. Tiếp theo là về phân tích về VN30. Thì như hôm nay chúng ta có thể thấy là mặc dù VN30 là đã tăng đến so với cả hôm qua là tăng gần 12 điểm, nhưng khối lượng của nhóm VN30 thì vẫn khá là nhỏ, và chủ yếu là tập trung ở cổ phiếu gas. Thì như chúng ta có thể thấy là cái nhóm bây giờ vẫn chưa thật sự là có một nhóm nào là đang dẫn dắt thị trường cả, khi khối lượng ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn là vẫn đang khá là nhỏ, đều ở dưới trung bình 20 ngày. Chủ yếu là dòng tiền vẫn đang chảy vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ. Và em xin phép được điểm qua một số về các nhóm trụ chính ở ngày hôm nay. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nhóm là cổ phiếu gas và cổ phiếu tăng mạnh nhất ngày hôm nay, đóng cửa mức 95.1 và tăng đến 5,7%. Tiếp theo là Bảo Việt tăng 3,9% để đóng cửa mức 58.7%. Thì nhóm ngân hàng hôm nay là tăng khá là tăng khá là nhẹ, khi dẫn dắt bởi cổ phiếu TPBank là tăng 1,8% hay là Vietcombank là tăng 1,2%. Nhưng chủ yếu thì dòng tiền ở trong nhóm ngân hàng thì vẫn khá là nhỏ, khi khối lượng giao dịch ví dụ như là ở TPBank là chỉ được có 5.400.000 cổ phiếu, hay là Vietcombank là có hơn 480.000, để cho thấy là dòng tiền vẫn chưa thật sự là chú ý vào nhóm ngân hàng so với cả cách đây 2 đến 3 tháng. Tiếp theo là đến nhóm dẫn dắt trụ thứ hai là nhóm Vingroup. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây là Vingroup. Nhóm Vingroup hôm nay là tăng nhẹ ở các cổ phiếu là Vinhome, VRE và VIC.
Ở nhóm thứ ba dẫn dắt thị trường là nhóm đồ uống thực phẩm thì chúng ta có thể thấy là Vinamilk tăng nhẹ, Masan là khá là bất ngờ khi Masan hôm nay tăng đã có lúc tăng đến 140.000, nhưng sau đấy thì áp lực bán ở phiên ATC đã đẩy giá cổ phiếu đóng cửa chỉ còn 136.000. Và cổ phiếu có cổ phiếu Sáp, Sapeco là cổ phiếu giảm nhẹ hôm nay với mức giảm 1,2% để về 157.000 ạ. Vừa rồi thì là cái phần cập nhật thị trường phiên ngày hôm 28 tháng 9 của phiên ngày 28 tháng 9 ngày hôm nay ạ. Thì sau đây thì em xin phép được mời anh Văn ạ chia sẻ quan điểm về diễn biến của thị trường hôm nay ạ. Xin chào Khôi và chào tất cả mọi người. Trong cái phiên hôm nay á, thực ra là nếu mà xét ra theo nhóm ngành á, cái yếu tố mà cái nhóm mà tăng tăng mạnh nhất á, thì chắc là mọi người sẽ đều là đồng ý với mình là nổi bật từ đầu phiên là nhóm liên quan đến giá dầu khí. Và ở đây khi mà các bạn điểm vượt qua ngành nghề thì các bạn sẽ thấy là ngành nghề này, các bạn sẽ thấy dầu khí tăng liền lúc 4%. Và khi các bạn kiểm tra, mình chia sẻ với các bạn khi mà cách mà bắt đầu là theo dõi thị trường thì bắt đầu các bạn coi ví dụ dầu khí tăng 4% thì các bạn bắt đầu đi vô chi tiết là bạn coi coi là những cái nhóm đó nó có thu hút dòng tiền hay không. Ví dụ ở đây nó thu hút là 770 tỷ, 780 tỷ. Rồi thiết bị dầu khí là thiết bị và dịch vụ phân phối dầu khí thì nó tăng 7% cũng 671 tỷ, tức là dòng tiền này tương đối lớn. Rồi sau đó các bạn kiểm tra tiếp các ngành nghề này. Các ngành nghề này, ví dụ ở đây có vật liệu xây dựng thì chắc chắn nó liên quan đến nhóm ngành mà khá nổi bật trong ngày hôm nay, và Khôi cũng có thấy là ngành kim loại công nghiệp. Ngành này thì dòng tiền lại mạnh mẽ hơn. Ngành này dòng tiền tới bao nhiêu? Ngành này dòng tiền tới là 2.644 tỷ, tức là vào. Rồi, ông còn lại thì tương đối là nhẹ thôi. Ví dụ dịch vụ hạ tầng thì cũng chỉ là cái này là tăng ga và nước, thì có cổ phiếu gas thì tăng khoảng 4.66% và 500 tỷ. Thì đây là cách mà mọi người bắt đầu, mọi người quan sát từ cái chỉ số index xong bắt đầu mọi người phân xuống ngành. Rồi từ đó mọi người mới làm gì? Từ đó mọi người mới đi đi chi tiết vô là rốt cuộc là những dấu hiệu trong phiên này nó giúp cho mọi người là có hình thành cơ hội giao dịch ở đây hay không. Đó, khi mà Khôi vừa chia sẻ cho mọi người về chuyển động thị trường trong ngày hôm nay thì bắt đầu là mình sẽ đi chi tiết hơn, là mình sẽ đi coi thử thôi là cái chuyển động của index đến bây giờ nó như thế nào, nó có hỗ trợ bao nhiêu, nó có kháng cự như thế nào, dần dần để cho mọi người hình thành cái chiến lược giao dịch xung quanh đó. Trong cái buổi mà mình chia sẻ trong lần trước thì mình vẫn có nói với mọi người là hiện tại index đang là như theo kiểu đi ngang. Đi ngang thì các bạn chỉ cần là nếu các bạn biết một chút xíu basic về technical thì các bạn cứ nắm phần đỉnh này, này các bạn kéo ngang qua. Đó là một đỉnh, là một vùng kháng cự đúng không? Ở dưới đây sẽ có một vùng kháng cự nữa. Thì nó xoay quanh đâu? Xoay quanh 1.290 điểm và 1.370 điểm. Thì ở đây nó sẽ có một cái biên độ nhỏ nữa. Ở đây nó có một biên độ nhỏ nữa là vùng con đây. Con đây là 1.350 điểm. Và dưới đây là 1.000 khoảng một vùng kỹ thuật thôi, kỹ thuật giao dịch. Tức là nếu như các anh chị mà các bạn biết kỹ thuật giao dịch này á, là chạm band dưới á, thì nó khoảng là 1.300 điểm. Đây là khoảng 1.320 điểm quanh đó. Đó, 1.320 điểm quanh cộng trừ đó. Thì các bạn khi mà hình thành như vậy xong cái chiến lược giao dịch lần trước mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi. Là ở đây mọi người cần gì? Đừng nên mua đuổi mà cũng đừng nên bán khi quá hoảng, tức là chạm vào hỗ trợ. Thường á, là trong giai đoạn mở trend á, trong giai đoạn mà xuống tăng như vậy nè thì mọi người mới mua vượt đỉnh, ok, để nó vào một cái đoạn tăng thì lúc đó mọi người kỳ dễ kiếm tiền, và khi mà nó quay đầu giảm thì người bán là hợp lý đúng không? Nhưng mà ngược lại trong cái giai đoạn mà đi sideways như vậy á, đi ngang như vậy á, thì cái cách hành động hợp lý của mọi người là gì? Nếu như các bạn vẫn là bám trụ vào giao dịch thị trường thì việc của bạn là cần là mua hỗ trợ, và khi giá bật kháng cự hoặc bán thì ngay đợt thì mình cũng có một cái đợt mà thứ hai đầu tuần của tuần trước nữa, 2 tuần trước nữa thì cũng thấy là một phiên giảm rất mạnh và sau đó hồi lên lại. Sau đó hôm qua thứ hai cũng giảm rất mạnh. Thứ hai cũng giảm rất mạnh và hôm nay hồi lên lại. Thực ra cái này là cái kinh nghiệm để các bạn, khi các bạn phải biết xong phân tích yếu tố thị trường, cái trạng thái của thị trường nó sẽ đi kèm với cái trạng chiến lược giao dịch phù hợp. Rồi bắt đầu là từ cái trạng thái này mình mới quan sát. Ví dụ hôm nay các bạn nhận được thông tin mình vừa chia sẻ, ví dụ mình vừa chia sẻ đi
là nhóm dầu khí tăng thì các bạn phải bật kiểm tra là ở nhóm dầu khí tăng thì nhóm dầu khí đó có đang là performance nổi trội trên thị trường hay không. Ví dụ BVS đi. BVS các bạn thấy nè. Bắt đầu các bạn kiểm tra các yếu tố của BVS coi là trend nó có hay không, rồi xu hướng nó như thế nào, thì các bạn bắt đầu các bạn nhìn một cái khung bức tranh lớn hơn. À, đây là xu hướng của nhóm dầu khí xuống ở BVS. Xong rồi bổ sung thêm là các bạn phải ngó gì? Các bạn phải ngó cái chart. Chart của giá dầu. Thì đây các bạn ngó vô chart của giá dầu. Rồi, các bạn nhìn vô đây. Tháng. Đồ thị tháng của giá dầu vẫn đang lên. Đồ thị ngày thì đang hồi phục lên lại, đang tăng vượt so với đỉnh của giai đoạn khoảng tháng 7 vừa rồi. Tức là tăng mạnh nhất trong vòng một năm nay. Thì khi nó ủng hộ quan điểm như vậy và có cái xu thế giá dầu này, thì ít ra trong một xu thế dài hạn thì cái này đang là một cái trạng thái đi lên. Vậy thì trong ngắn hạn của bạn giao dịch thì các bạn sẽ thấy ở vị thế nó đang dần nó cải thiện lên. Dầu khí thì có BVS, BVD. Đó, BVD cũng là bắt đầu hình thành trend sau khi một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích lũy nó nhẹ đây. Đó. Rồi đến cổ phiếu của BSR. BSR thì nó có cản ở vùng đây thì đang bắt đầu hình thành một cái đà, thì mọi người chờ gì? Chờ vượt cản thì mọi người hình thành giao dịch, hoặc là chiến lược ở đây giao dịch sẽ là giao dịch theo xu hướng. Còn hôm nay tiếp tục ngành sắt thép lên thì các bạn đặc biệt nổi bật nhất là Hòa Phát, tại vì Hòa Phát thanh khoản giao dịch tốt nhất. Đây, mình có thống kê là Hòa Phát giao dịch tốt nhất là thanh khoản là 35,6 triệu cổ phiếu, trị giá giao dịch khoảng 1.873 tỷ, rất tốt. Thì các bạn bắt đầu là coi cổ phiếu Hòa Phát trong nhóm Hòa Phát này thì nó đại diện cho nhóm sắt thép kim loại luôn. Các bạn thấy là một trạng thái xu thế đang bắt đầu là sideways up. Một trạng thái sideways up đang hình thành. Thì các bạn chỉ cần là biết một số cái tactic nhỏ nhỏ để đo cái xu thế này thôi. Đây là bắt đầu đang hình thành một cái đà đi lên này. Thì khi thành đà đi lên này xong thì việc của mình là follow theo cái đà này. Tại vì đây là doanh nghiệp tốt nhất mà mình đã chia sẻ cho mọi người hôm thứ năm rồi. Đây là doanh nghiệp mà xứng đáng để các bạn đầu tư tốt nhất tại thời điểm này. Rồi sau đó là các cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành sắt thép như là Hoa Sen là bật hỗ trợ bật lên, vẫn đang duy trì đà tăng. Nam Kim. Và các kết quả doanh của các nhóm cổ phiếu nhóm ngành này sao? Đang rất tốt. Và nếu các bạn cần để có một niềm tin để coi là giao dịch và đầu tư được cổ phiếu này không, thì các bạn làm việc với các bạn KPI của mình, hoặc là làm việc với các bạn xin các thông tin về báo cáo để các bạn nắm rõ hơn về cái quản doanh của doanh nghiệp này, để các bạn biết được cái vùng định giá này, cái chu kỳ này nó còn đang hay không. Thì mình thấy là đa số nhóm ngành sắt thép thì đang là xuống tăng rất là tốt. Thậm chí là hôm nay nè, TLH cũng tăng xe trở lại nè. Đó, thì đó là cách mà các bạn khi mà xem xét nhóm ngành, xong rồi phân bổ xuống là nhóm cổ phiếu đó nó có mạnh hay không. Thì sau khi mình làm như vậy xong, các bạn thấy một điều là chỉ cần thị trường nhúc nhích tốt một chút xíu, những cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ tăng, hoặc những cổ phiếu nó có cơ hội nó sẽ tăng. Vậy nó có cơ hội nó đến từ gì? Từ nền tảng cơ bản của nó, hoặc là từ yếu tố nó tận dụng được cái thời những chuyển động vĩ mô từ trong nước lẫn ở ngoài nước, để nó tận dụng thời điểm đó để nó hình thành xu hướng. Thì các bạn quan sát xu hướng, quan sát cái diễn biến thông tin của vĩ mô để chọn lọc ra và chờ cái thời điểm thị trường nó thuận lợi để các bạn giao dịch theo. Đó là góc nhìn chia sẻ của anh Khôi ơi. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh Văn về chia sẻ và nhận định của diễn biến của ngày phiên ngày hôm nay cũng như là xu hướng của các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại ạ. Thì bây giờ em xin phép được bước sang phần hỏi đáp trực tiếp. Thì ở đây em thấy là nhà đầu tư Thành Long là có câu hỏi cho anh Văn là cảng Cát Lái và Vinamilk là có thể mua vào được không ạ? Cảng Cát Lái, cái C là CCL đúng không nhỉ? CLL, Cát Lái, CLL đúng không? Thì nếu như mọi người thấy ở đây thì các bạn chỉ cần check là một cái xung lớn, bức tranh lớn, thì mọi người thấy là ok, bức tranh lớn của cảng Cát Lái đang đi lên đúng không? Đây là cảng Cát Lái đang đi lên. Và mọi người đều biết là một cái điều là hiện tại ấy, là cái chuỗi cung ứng liên quan logistics và cảng biển nó đang bị tắc nghẽn rất là nhiều. Và giá dịch vụ của những cái
loại giá của các sản phẩm dịch vụ liên quan đến chuỗi ngành này đều đang tăng rất là nhiều. Thì ở đây, khi mà mình phỏng đoán như vậy, mà mình thấy báo chí đưa tin như vậy, bắt đầu các bạn đi kiểm tra dữ liệu là thằng này nó có tăng lợi nhuận hay không, thì các bạn vô trang đi stock của Vindi, các bạn đi stock của Vindi, các bạn kiểm tra coi là cái kết quả doanh này của CCL nó có tăng hay không. CCL, CLL, cảng cắt lái. Khi mà kiểm tra cảng cắt lái thì các bạn lưu ý là đọc cái bảng này để biết được là cái chỉ số của doanh nghiệp này như nào. Nó mạnh nhất ở mạng sức khỏe tài chính, nghĩa là thằng này cái nền tảng tài chính của nó rất tốt, là thể hiện qua gì? Debt trên equity nè, không có nợ. Rồi khả năng sinh lời của nó như thế nào? Đó, khả năng sinh lời của nó là tỷ suất ROE của nó cao không? À, ok, ổn, là trung bình duy trì nè, 14.5 nè, trên 14% nè. Rồi đến cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ ở mức là 5, so với trung bình của ngành là 4.37. Thì thằng này duy trì mức độ tăng trưởng ổn và chia cổ tức cho cổ đông như thế nào? Chia cổ tức đều, là trung bình là đâu đó cao hơn lãi suất ngân hàng là trong vòng 4 năm qua. Cái rồi các bạn đi vô chi tiết hơn là trong báo cáo tài chính để các bạn coi cái khoản doanh của nó trong giai đoạn vừa qua. Này là 19 tỷ nè, lệnh so với 19 tỷ so với trước là 28 tỷ. Thì coi vô cái này các bạn thấy có sụt giảm. Các bạn chỉ cần check sơ bộ như vậy thôi. Nó sơ bộ thì khi đó các bạn quy là cái đà này tăng nó có hợp lý không? Khi mà mình nhìn vô mình thấy một doanh nghiệp mà nó chưa tăng trưởng số liệu, cái khoản doanh mà chưa tăng trưởng mà thấy giá nó tăng trước, thì mình sẽ request liền là mình sẽ dừng. Hiện tại mình sẽ chưa có đầu tư này, mình sẽ chờ thật sự là chờ kết quả quý tới thôi, thật sự là nó có phản ánh cái khoản doanh nó không, để nó bắt đầu nó vào một chu kỳ tăng giá của nó, còn hiện tại thì chưa. Nên là dẫn đến cái đà tăng giá này các bạn sẽ lưu ý lại và các bạn chờ kết quả doanh nó bổ trợ. Rồi đến doanh nghiệp thứ hai là gì vậy Khôi nhỉ? Vinamilk anh ạ. Vinamilk hả? Vinamilk thì hay, Vinamilk được một cái rất là hay là Vinamilk đã hình thành một cái đà tích lũy nhẹ rồi, và nó rất là rõ ràng của việc mà quá trình tích lũy của Vinamilk đã xong, thì cái đà nhịp này á thì có khả năng nó sẽ bật tăng trở lại. Còn bật tăng trở lại theo về định giá doanh nghiệp như thế nào thì anh chưa rõ, nhưng mà vùng mọi người có thể là kỳ vọng được á, là nó sẽ quanh vùng này là 106 cho đến vùng 110. Nếu mình đi theo đúng như vậy, cộng với lại cái tiềm năng của nó sẽ đến từ gì? Đến từ nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đang sẽ có nhu cầu, là MCM, cái mạng công ty con của nó cũng là đang hình thành cái đà xu hướng tăng. Cái này công ty con gián tiếp của Vinamilk là MCM cũng đang là một xu hướng tăng. Thì khi các bạn phân tích đó, thì thường nên coi một nhóm của nó luôn, nó có đồng loạt nó tăng hay không. Thì mình thấy là MCM cũng tăng, Vinamilk cũng đang tăng, nên mọi người follow cái cây đó. Còn về cơ bản của Vinamilk thì mọi người biết rồi, cơ bản của Vinamilk thì không có gì để bàn rồi. Nó chỉ có bị một cái là tốc độ tăng trưởng của nó đang chậm lại thôi, chứ còn tất cả các hệ số nó đều đang rất tốt. Và mình có nói là cái định giá của Vinamilk hiện tại đang rất hấp dẫn, đang rất hấp dẫn về việc là mọi người có thể mua tích lũy được. Và trong một cái giai đoạn mà mọi người mua hiện tại ấy, mọi người vừa được cổ tức, tỷ suất ổn, vừa được cái phần gap chênh lệch giá mà nó đang rơi vào chu kỳ tăng ấy, thì mà kiếm được tiền sẽ rất là dễ. Vâng ạ. Nhà đầu tư Sơn Lê có hỏi anh Văn là đánh giá về diễn biến của Hòa Phát hôm nay ạ, và xu thế sắp tới của nhóm ngành thép như thế nào ạ? Hòa Phát hôm nay là một tâm điểm của thị trường, tức là vừa là cổ phiếu có thanh khoản giao dịch lớn nhất, vừa là cổ phiếu đang top là tăng giá trong nhiều phiên trở lại đây. Tức là mọi người để ý Hòa Phát. Hòa Phát thì mình sẽ phải check một cái chart này cho mọi người, là chart material đây. Cái chart về nhóm ngành nguyên vật liệu. Thì khi các bạn nhìn một cái đồ thị như vậy, các bạn sẽ thấy là nó là một xu hướng tăng hình thành dài hạn rồi. Và kết quả doanh của Hòa Phát theo đánh giá của Vindi nha, theo đánh giá của bên bộ phận research và tư vấn đầu tư của Vindi, Hòa Phát cũng đang là hưởng lợi rất nhiều trong ngắn hạn lẫn dài hạn luôn. Nên đánh giá là nó vừa kết hợp cả yếu tố cơ bản, vừa kết hợp cả yếu tố về xu hướng giá trong dài hạn nữa. Ngắn hạn thì cũng đang hình thành đà tăng trở lại, nên dẫn đến là
đây là một cái cơ hội đầu tư tuyệt vời của một cổ phiếu hàng đầu. Thì lúc mà rẻ như vậy á, nếu mà theo trường phái về tận dụng vốn á, thì các bạn không cần mua cũng được. Nhưng mà khi nó bắt đầu rơi vào cái xu hướng tăng trở lại rồi thì các bạn hoàn toàn follow cái xu hướng này. Các bạn có thể mua đều, các bạn có thể giao dịch lướt sóng, các bạn có thể là đầu cơ, các bạn có thể làm mọi chuyện đều được khi mà cổ phiếu trong giai đoạn xu hướng tăng, trừ việc là đoán định bán cổ phiếu sớm. Còn đối với các cổ phiếu của nhóm sắt thép thì mình có chia sẻ rồi, mình có chia sẻ sơ sơ rồi là cái nhóm nó đang là hình thành cái xu hướng tăng rất rõ ràng. Và ok, mình sẽ chia sẻ mọi người một xíu là cái phần check xu hướng đi. Khi mà các bạn check xu hướng của nhóm sắt thép thì đa số, từ từ đây, nó sẽ ra một cái là nam kim đang hấp dẫn, nó sẽ ra nam kim đang mạnh. Còn những cái cổ phiếu còn lại trend của nó ở mức trung bình thôi. Ví dụ đây là, đây cảm thấy là có Hòa Phát đang tăng trong cả trung hạn, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là Hoa Sen là cũng y như vậy luôn. Nam Kim thì là mạnh nhất, Nam Kim thỏa rất nhiều yếu tố để hình thành một xu hướng tăng mạnh. Còn những cổ phiếu khác thì các bạn sẽ thấy là trạng thái ngắn hạn của nó đang có vấn đề, nhưng mà trạng thái dài hạn của nó đều đang tăng rất là tốt. Ví dụ như là SMC nè, về thương mại nè, thì trạng thái dài hạn của nó đang tăng. Đó là cái góc nhìn để chia sẻ khi mà các bạn check xu hướng của cả nhóm ngành trong dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Xong rồi Khôi. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là các nhà đầu tư đang có câu hỏi về nhóm cổ phiếu bất động sản. Cụ thể ở đây là về nhận định cổ phiếu Vinhomes và Phát Đạt ạ. Nếu mà xét ra Vinhomes á, hiện tại giai đoạn của Vinhomes hiện tại nó thích hợp cho gì? Nó thích hợp cho một giai đoạn mọi người mua theo phong cách đầu tư giá trị hơn, hơn là mua theo mua đầu cơ ngắn hạn. Tại vì đầu cơ ngắn hạn thường á, đầu cơ ngắn hạn nó theo cái việc là gì? Theo đuổi một xu hướng tăng giá trong nhanh, một xu hướng tăng giá ngắn hạn nhanh nhất. Nhưng mà hiện tại á, đối với trạng thái hiện tại của Vinhome thì mọi người đều thấy nè, giá đang điều chỉnh về trend dài hạn, về vùng MA này, MA 20, 200. Nên dẫn đến là cái đà của nó vẫn còn đang đà giảm. Nó vẫn còn đang những cái đà giảm ở đây. Đây là một đỉnh. Đây là một đỉnh tiếp theo của Vinhome. Và những cái đỉnh này nó chưa được bị phá vỡ. Nó dẫn đến là cái đà này đi ngang đó là tốt rồi. Thì gần đối với trạng thái giá của Vinhome đi ngang được đó là tốt rồi. Nên là hiện tại ấy, nếu mà khi mà đầu cơ cổ phiếu này ấy, là cái khả năng tăng giá trong ngắn hạn không có, nên dẫn đến nó không phải là một cơ hội giao dịch của mọi người. Nhưng nếu mà xét về dài hạn thì đây là một cơ hội tuyệt vời để mọi người mua theo chiến lược là mua đầu tư giá trị. Đó là Vinhome. Còn đối với Phát Đạt thì hiện tại thì y chang như vậy thôi. Phát Đạt thực ra là xu hướng đang chưa hình thành và trạng thái của nó đang là trạng thái sideways và theo chiều hướng down. Thì những cái phương án này là chưa có phải là cơ hội để mà các bạn giao dịch ngắn hạn. Chưa phải cơ hội giao dịch ngắn hạn. Vâng ạ. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Thu Hương ạ. Khá là cụ thể khi muốn anh Văn nhận định SFI ạ và DTD ạ. SI hả? Nếu mà xét trong ngắn hạn thì mọi người sẽ quan sát SFI một số... SFI anh Văn ạ. SFI ạ. Đâu để anh coi. SFI hả? À, rồi. Đúng rồi. Cổ phiếu này là cổ phiếu thanh khoản thấp nha mọi người. Hãy lưu ý là cổ phiếu thanh khoản thấp. Tại vì một trong yếu tố để mọi người đầu cơ đa số trong cái chương trình đồng hành giao dịch đó, để giúp cho mọi người tận dụng những cơ hội giao dịch ngắn hạn đó, thì cái đối với trường hợp SFI này là một trong yếu tố nó cản trở của việc là mọi người có thể giao dịch thuận lợi và thành công đó, là liên quan vấn đề là thanh khoản. Liên quan vấn đề thanh khoản, thanh khoản của SFI rất là thấp. Nó có tầm là như hôm nay là giao dịch có 2.300 cổ phiếu à, và trung bình 20 phiên của nó có khoảng 25.000 cổ phiếu à. Nếu mọi người mà đầu cơ mà giao dịch cổ phiếu này thì nó hơi khó. Còn nó phù hợp cho việc là nếu như về mặt tăng trưởng, nó tăng trưởng tốt á, thì nó chỉ thích hợp cho việc là bạn mua và đầu tư nắm giữ thôi. Nên mình sẽ
sẽ check sơ sơ thôi là cái trạng thái cơ bản của doanh nghiệp đang như thế nào trong một ngành mà đang là ngành hot hiện tại. Thì cổ tức là 2.9%, EPS là 7.500, PE đang là 6.7. Thì ở đây sẽ thấy là không có dư nợ nè. Doanh nghiệp không có nợ nè. Tốc độ tăng trưởng tốt nè, đang tăng trưởng mạnh nè. Rồi khả năng sinh lời mức trung bình, tức là ROE ở mức đây, ở mức phù hợp à. Thì đối với doanh nghiệp này thì nó sẽ liên quan đến việc là nó tận dụng cái giai đoạn hiện tại nhóm ngành vận tải, cảng biển, logistics nó đang lên, nên là cái xu thế này trong ngắn hạn nó đang hình thành. Nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều là đối với cái doanh nghiệp này á, khi mà bị cái lợi thế, bị cái vấn đề về thanh khoản nó không cao á, thì nó sẽ bị chiết khấu cái định giá rất là nhiều. Ví dụ như ở đây có doanh nghiệp như GMF đi, kiểu gần gần tương tự ngành nhá, thì cái lợi thế về mặt thanh khoản á, giúp cho định giá của GMF nó sẽ được nhà đầu tư ưa chuộng và được ở mức định giá cao hơn so với SFI. Cái này cũng là hơi cao, nhưng mà ít ra cái mức độ mà người ta chấp nhận nó sẽ nhiều hơn so với SFI. Nên khi các bạn giao dịch ngắn hạn thì lưu ý vấn đề thanh khoản. Thanh khoản nó sẽ giúp cho cái dòng tiền ra vào của mọi người nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu liên quan DTD. DTD hình như thuộc bất động sản công nghiệp. Thì sẵn tiện thì mình sẽ review nhóm bất động sản công nghiệp cho mọi người. Cổ phiếu này hiện tại đang là không có xu hướng. Khi mà không có xu hướng thì mình sẽ không check FA luôn cho mọi người. Và đối với trường hợp này á, thì tốt nhất là hành động phù hợp là nên canh và thoát ra. Nên canh và thoát ra khi mà cổ phiếu không có xu hướng. Và đối với nhóm bất động sản công nghiệp thì các bạn chỉ check là thử coi là hiện tại các cổ phiếu nó đang hot. Như là lần tuần trước thì mình có chia sẻ với mọi người là cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản công nghiệp là có IDC với lại có KBC. Thì đây cũng đang là IDC với KBC đang mạnh nhất. Thì ví dụ như KBC nè, KBC đang là trong một xu hướng đang dần dần hình thành. Nếu các bạn bật một cái khung lớn lên thì bạn thấy nè, bắt đầu hình thành nè, tháng nè, tuần nè, tuần đang bắt đầu kết thúc quá trình sideways, bắt đầu up lên nè, rồi ngày nè, đang uptrend nè, rồi của IDC thì mạnh hơn, IDC thì đã hình thành uptrend trước rồi. Thế các bạn chỉ cần check khung tuần nữa, các bạn thấy một cân sideways nó đã hình thành rồi. Đấy, và đang trong giai đoạn tăng giá. Thì chuyển khung ngày thì các bạn chỉ cần follow những doanh nghiệp này, các bạn sẽ kiếm được tiền nó dễ dàng. Đây là những cơ hội giao dịch. Đúng nghĩa đây là cơ hội giao dịch. Dạ vâng ạ. Cùng chủ đề của cổ phiếu ngành khu công nghiệp ạ, thì nhà đầu tư còn hỏi thêm là cái cổ phiếu SSC thì như nào anh Văn? Đây, có SSC luôn. Thực ra là anh cũng quan sát ba cổ phiếu là IDC, KBC và SSC. SSC thì nó được một cái thông tin rất là hay là thông tin là chính phủ đâu rồi ta? Để mình chính phủ đồng ý xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, để check thử coi. Hôm qua kia thì mình mới có đọc đây thứ tư. Thì chính phủ phê duyệt cái dự án này là tổng mức đầu tư là 19.616 tỷ. Và cái đường cao tốc này nó đi qua những cái dự án của SSC, nên dẫn đến là các báo cáo định giá của SSC nó sẽ được đẩy lên, nó sẽ được đẩy giá cái tài sản của SSC lên. Thường cái doanh nghiệp liên quan bất động sản người ta sẽ định giá kiểu khác, định giá theo là tài sản ròng, nên là giá trị định giá tài sản ròng của SSC nó được đẩy lên. Và đó là một cái lợi thế dẫn đến là cái dòng tiền nó đang thu hút vào SC trong trung hạn. Mọi người thấy là đang trong trung hạn đang tăng lên. Nhưng mà trong ngắn hạn đó, nó bị ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố thị trường. Những cái lúc mà thị trường sập đó, hoặc là thị trường sideways này sập nè, thì nó bị tác động bởi rất là nhiều là do trạng thái gì? Do trạng thái dòng tiền của nó đang bị cash out ra. Nên là mọi người hãy chờ đi. Hãy chờ những lúc mà nó điều chỉnh về ở cái vùng giá, ví dụ vùng này hoặc rẻ hơn xíu, hấp dẫn hơn, thì mọi người hoàn toàn có thể tích lũy đầu tư hoặc là follow theo trend cổ phiếu này đều được. Là SC. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Hoàng Sơn là có một câu hỏi về liên quan đến phân tích kỹ thuật ạ. Thì nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn là phiên hôm nay
có phải là bootstrap không? Thật ra đơn giản lắm mọi người. Phim này không phải là bootstrap. Phim này chỉ là phản ứng hỗ trợ bật lên thôi. Tại vì trạng thái của thị trường đang là đi ngang. Mọi người hãy nhớ là trạng thái của thị trường đang đi ngang. Đi ngang có cái cân khung gọi là trading range. Khung cái hộp này là hộp nhỏ. Một. Rồi một cái hộp nữa lớn hơn là hộp này. Một cái hộp nữa lớn hơn là hộp này. Và nói gì nói, cái vùng này vẫn là trong trading range thôi. Nó chênh lệch nhau có 50 cho đến 100 điểm. Nó không nhiều. Nó không nhiều và nó không thật sự. Là chỉ cần các bạn xác định được cái vùng này không phải là vùng giao dịch tỷ trọng cao, thì mình đảm bảo luôn. Những cái biến động nhỏ ở đây nhiều khi nó không ảnh hưởng tài khoản của bạn đâu. Nhưng mà do là mình luôn cố gắng là mình chiến thắng thị trường bằng mọi giá, nên trong vùng mà đi ngang nó không có cơ hội này nhiều. Các bạn vẫn giao dịch rất là nhiều, nên dẫn đến là cái tỷ trọng cổ phiếu của mọi người cao và mọi người bị những cú sốc. Những cú sốc khi mà điều chỉnh như vậy nè, nó ảnh hưởng tài khoản của mình thôi. Chứ còn vùng này không phải bull trap. Tất nhiên là nó có một hiện tượng là mọi người thấy là phiên giảm thì vol to, mà phiên tăng thì vol thấp, nên mọi người lo ngại. Nhưng mà trạng thái chính của nó là xoay quanh. Hãy nhớ là trạng thái chính của nó là đi ngang. Và thường những cái, nếu mà để đi ngang mà để hình thành một cái đà tăng thành công sau này á, thì nó phải rũ. Thường nó sẽ phải rũ kiểu như vậy nè. Kiểu là một nhịp ok, tăng và xuống, tăng, rũ xuống, rồi mới bật lên lại. Và khi rũ như vậy không còn vô nữa thì nó mới bật lên trở lại. Các bạn có thể tham khảo một mẫu hình đơn giản như là SI. SI để các bạn coi. SI nè, cũng là nè, giảm xuống nè, tăng lên nè, giảm xuống nè, bật lên test nè, xong lại giảm xuống lần nữa nè. Khi những cái việc này nó xảy ra 2-3 lần trở lên thì cái quá trình này nó rũ xong rồi nó mới hình thành một cái đà tăng rất là dễ. Đó, thì chia sẻ với mọi người cái kỹ thuật như vậy để mọi người check cổ phiếu. Dạ vâng ạ. Thì cái cùng chủ đề với cả SSI luôn, thì nhà đầu tư có câu hỏi là nhận định về nhóm chứng khoán nói chung và cụ thể ở đây là hai cổ phiếu VN Direct và HCM, thì anh Văn có nhận định gì không ạ? Hiện tại thì với cổ phiếu chính như SSI thì mọi người để ý nó có cái gap ở đây nè. Nó tăng con gap và sau đó nó giảm giá, và mình thấy luôn là nó đang đi vào điều chỉnh, đúng không Khôi? Cái này đang đi vào điều chỉnh. Nhưng mà một yếu tố nữa là dòng tiền nó đang cash out ra nhiều. Một dòng tiền đang là bán ra khá nhiều. Thì mình lưu ý là SSI đang bị bán ra và giảm về vùng hỗ trợ trung hạn. Cái này là vùng hỗ trợ trung hạn và nó khá rủi ro. Rủi ro có thể xảy ra là gì? Rủi ro bị phá vỡ hỗ trợ trung hạn. Nên mình lưu ý đối với trường hợp SSI. Còn đối với trường hợp cổ phiếu VND. VND thì trạng thái là cũng là đang điều chỉnh. Nhưng mà lại điều chỉnh kiểu khác, là điều chỉnh kiểu đi ngang. Và nếu như đã điều chỉnh đi ngang thì các bạn là hãy quan sát thật kỹ là những vùng hỗ trợ và kháng cự của VND, để khi giao dịch nó phải phù hợp với cái trạng thái cổ phiếu. Trạng thái này mua hỗ trợ bán kháng cự, mua hỗ trợ bán kháng cự. Và trừ khi nào giá vượt lên trên đây thì ok, các bạn mới giao dịch trở lại uptrend. Hoặc là giá mà giảm xuống đây thì các bạn nên xác định là cổ phiếu sẽ rơi vào trạng thái đảo chiều. Điều đó các bạn giảm tỷ trọng thôi. HCM thì có thông tin đang tăng vốn. Có thông tin đang tăng vốn nên nó sẽ hình thành một cái dữ liệu tích cực cho HCM trong ngắn hạn hiện tại, là nó sẽ có chuyển động mạnh hơn so với các cổ phiếu khác trong nhóm ngành. Đó, thì hiện tại nhưng mà trading range của HCM vẫn là như vậy và chưa có gì thay đổi hết, và người chỉ giao dịch trong khung này thôi. Và nhóm chứng khoán nói chung thì đang là giai đoạn điều chỉnh là chủ yếu. Đang điều chỉnh tùy vào mức độ, có những cổ phiếu nó có câu chuyện thì cái điều chỉnh của nó sẽ nhẹ nhàng. Còn cổ phiếu mà nó chưa có câu chuyện thì cái điều chỉnh của nó sẽ mạnh. Ví dụ như VDS này. Mọi người thấy là VDS chứng khoán đồng Việt này, điều chỉnh cũng khá khá nè. TS nè. Đấy. Nó điều chỉnh khá sốc nè. 65 về 55, tức là về 50-55, tức là giảm cũng 30, giảm 20%, nó khá sốc. Đó, thì chia sẻ mọi người như thế. Dạ vâng ạ. Sau đây là có hai câu hỏi đánh giá, hỏi ý kiến của anh Văn đánh giá về VRE ạ. VRE là ngành dịch vụ, hiện tại là trong quý 3 chắc chắn là không có hoạt động gì rồi. Chỉ có là hỗ trợ cho người bán hàng như thế nào thôi. Và một yếu tố nữa là trạng thái của VRE, nếu mà xét ra mọi người muốn phân tích kỹ, mọi người bật cái khung tuần ra, mọi người thấy nè. Đây là chặp tuần của
VRM và từ tháng 12, từ đầu năm 2021 cho đến bây giờ thì các bạn thấy cái trạng thái chính của nó là gì? Đi xuống. Đi xuống mà này đang ở vùng kháng cự của kênh đi xuống đó. Nên chỉ cần làm như vậy xong các bạn thấy là gì? Cái này không là cơ hội giao dịch. Cái này chẳng bao giờ là cơ hội giao dịch trong ngắn hạn. Hết. Nên hiện tại của mọi người là nên bỏ qua cái cơ hội này và nên đi kiếm những cổ phiếu khác nó phù hợp hơn. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Trường Nguyễn là đã có câu hỏi về ngành chứng khoán thì anh Văn cũng đã chia sẻ quan điểm về xu hướng của ngành chứng khoán hiện tại. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Mạnh Công ạ. Về nhận định về nhóm cổ phiếu Louis của anh Văn. Nó có một câu như vậy, câu rất là hay mà hôm nay mình mới chia sẻ luôn. Các bạn nên tập là phòng bệnh hơn là đi chữa bệnh. Phòng bệnh hơn là đi chữa bệnh. Ví dụ như khi giao dịch chứng khoán cũng vậy. Giao dịch chứng khoán cũng vậy. Các bạn có thể là coi là mình tiếc nguyên cái đợt sóng này lên. Sóng này lên của nó. Nhưng mà lỡ như các bạn giữ mà các bạn không bán được thì các bạn lúc này là các bạn đang phải đi chữa cái hậu quả của việc mình đầu giao dịch những cổ phiếu này. Thì trong tuần trước thì mình đã có ví dụ trường hợp cổ phiếu Fitch rồi, với mọi người là tăng đến mặt mà giảm không có thanh khoản, thì mình cũng có cảnh báo với mọi người về nhóm Louis TGG. Thì cái câu chuyện ở đây là gì? Các bạn sau khi coi những cái cách này xong, cái việc mà phòng ngừa của bạn cần phải thiết lập gì? Hãy loại bỏ những cổ phiếu mà không có sự tăng giá, dựa trên gì? Nền tảng của doanh nghiệp, dựa trên sự minh bạch về nền tảng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nó phải là tạo ra cái lợi nhuận thật sự tốt thì nó mới thúc đẩy tăng giá bền vững được. Nhưng mà đối với doanh nghiệp Louis này, doanh nghiệp TGG này, thì mình chỉ đánh giá số liệu nha, mình không chê doanh nghiệp, nhưng mình đánh giá số liệu là mình nói là không có doanh nghiệp nào tăng giá 70 lần trong vòng một năm thôi. Và tạo ra, mọi người check lại coi cái khả năng tạo lợi nhuận của nó có đồng hành cùng với cái mức độ mà tăng 70 lần giá cổ phiếu hay không. Mình xô với mọi người là không có. Nên dẫn đến cái giá này sẽ bị lật hơn, bị lật đi so với giá trị thực của doanh nghiệp. Dẫn đến là đây là không còn là một cái gọi là đầu tư nữa, mà chính thức là nó thiên hướng kiểu việc là đầu cơ mạo hiểm, họ đánh bài nhiều hơn. TGG nè, rồi BEI nè, y chang như vậy luôn. Và các bạn thấy là nếu như không chốt lời được thì hóa ra lợi nhuận sổ sách hồi nó cũng về mo luôn. Hôm nay là nó giảm về vùng giá hiện tại là 17.9, cũng giảm sàn luôn. DDV nữa cũng đang giảm, hôm nay có hồi lên lại. DDV là giảm từ vùng 40 về đến bây giờ là vùng 25. Rồi VKC sở hữu 10% cũng đang giảm sàn là 18 năm. Đó thì một số cổ phiếu sơ lược như vậy thì đa số mọi người thấy là nó tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều. Tại vì mình biết chắc luôn, các bạn sẽ rất khó để các bạn có thể thoát ra được ở vùng đi lên như vậy. Mà đa số các bạn sẽ bị giữ qua đỉnh. Và thường những cổ phiếu mà giữ qua đỉnh á, nó giảm, nó không cho các bạn cơ hội bán, thì nó sàn. Lúc này á, thì nó liên quan đến việc là các bạn phải có gì? Phải có năng lực giao dịch nữa. Và cái này thì buộc là phải trải nghiệm, buộc phải đi học nhiều thì các bạn mới biết những cách thức giao dịch bền vững cho mình để mình tồn tại được trên thị trường. Đó, anh chia sẻ về cổ phiếu Louis nó như thế. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Văn về nhóm cổ phiếu Louis ạ. Thì tiếp theo là nhà đầu tư Hà Đạt có câu hỏi về phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu BFC ạ, là bây giờ là giá cao hay là thấp ạ? Và nên bán hay mua, thì anh Văn có thể cho quan điểm về kỹ thuật của BFC được không ạ? Một cách đơn giản để mọi người check nè. Nhìn vô đây thì chắc chắn là cổ phiếu này bị gãy trend. Bị gãy trend trung hạn. Và dẫn đến là gì? Dẫn đến là mọi người, nếu mà các bạn là người giao dịch theo xuống thì các bạn phải bán. Chỉ canh hồi lên để bán thôi. Chỉ canh hồi lên để bán. Là cái thứ nhất về mà trend là do gì? Do bị phá vỡ cái kênh trend trung hạn đây. Kênh trend trung hạn bị phá vỡ là vùng này. Cái thứ hai là các bạn coi những cổ phiếu cùng ngành của nó. Ví dụ đây, Đạm Phú Mỹ. Là các bạn thấy điều chỉnh đang đi ngang điều chỉnh xuống. Và cái này nó tiềm ẩn gì? Dòng tiền đang bán ra rất là nhiều đối với cổ phiếu Đạm Phú Mỹ này. Rồi cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu Đạm Cà Mau luôn. Nó cũng đi y chang như vậy.
và đang cắm xuống, là nó thể là cả nhóm ngành đang điều chỉnh và thằng này mới bắt đầu dừng quá trình điều chỉnh thôi. Và đạm Phú Mỹ với đạm Cà Mau là hai trạng thái là xuống mạnh nhất, còn với BFC là một xu hướng tăng rất yếu, tăng yếu và đang điều chỉnh phá vỡ hỗ trợ luôn, nên dẫn đến là cái đà tăng của nó bị suy yếu và khả năng là không còn duy trì đà tăng nữa, là cái thứ nhất. Rồi nếu mà xét về định giá thì các bạn coi đơn giản về số PE của cổ phiếu này thôi. BFC thì đợt trước thì mình có chia sẻ là DCM định giá khoảng 16, PE khoảng 16, Đạm Phú Mỹ PE khoảng 12, thì mình có BFC này đang PE khoảng bao nhiêu, các bạn coi, các bạn so sánh. Khoảng 9 rẻ nhất, nhưng mà thông số của nó có ổn định không? Nếu mà nhìn vô đây thì mình thấy là một thông số là 4.2, nghĩa là sao? Nghĩa là có nợ này, nợ cao này, đang giảm dần này, đang cải thiện này. Còn lại thì dòng tiền đang âm này. Rồi ROE không ổn định này, mới hồi phục lại này. Thì những cái kiểu chia sẻ những cái check như vậy thì giúp cho bạn rõ gì? Cái doanh nghiệp này có đáng để các bạn đầu tư, gọi là đúng nghĩa là đầu tư không? Tại vì nó không phải là doanh nghiệp mạnh nhất. Nếu mà các bạn đầu tư vì doanh nghiệp mạnh nhất thì cứ đạm Phú Mỹ với lại đạm Cà Mau thì dễ hơn. Đạm Phú Mỹ nếu mà check ra tổng số điểm của nó sẽ là 7.1, cao hơn 4.2 rất là nhiều, là do là không có nợ nè, nợ rất thấp nè. Đó, rồi dẫn đến là cái tỷ suất cổ tức nó cũng cao hơn. Thì các bạn nên đi tập trung vào những doanh nghiệp như vậy thì các bạn sẽ tiếp cận cơ hội nó dễ dàng hơn. Và xu hướng của Đạm Phú Mỹ nó cũng mạnh hơn nữa. Dạ vâng ạ. Lúc nãy là anh Văn có chia sẻ là trong ngành bất động sản khu công nghiệp thì topic của anh thì có là KBC, SSC hay là IDC. Thì có hai nhà đầu tư là muốn hỏi anh Văn, thế thì nhận định về Long Hậu như thế nào ạ? Long Hậu cũng là con đang có xu hướng, nhưng mà xu hướng của nó đã được phản ánh trong từ khi báo cáo quý 1 ra rồi, và quý 2 khi mà kết quả book lợi nhuận ra nó cũng đã tăng rồi. Nhưng còn đến giai đoạn hiện tại ấy, thì nó không còn ở trong đà tăng giá rõ ràng nữa, mà nó chuyển thành đà gì? Chuyển thành một cân điều chỉnh sideways, biên độ, nó có biên độ như vậy này. Nên cái đà này nó cần thoát ra đã. Trong ngắn hạn thì các bạn cần cái mức độ tăng giá rõ ràng khi mình đầu cơ, đúng không? Thì cái đoạn này nó chỉ là cân đi ngang thôi, và đi ngang như vậy thì cơ hội nó sẽ không hấp dẫn so với những cổ phiếu như KBC nè, đang là dòng tiền vào rất mạnh để kéo cổ phiếu tăng giá nè. Và thông tin hôm nay KBC luôn là phát hành riêng lẻ thành công 100 triệu cổ phiếu giá 34, và tính là thu hút được khoảng 3.400 tỷ. Và một báo cáo mới nhất của MBS định giá KBC đâu đó khoảng giá 56, là do cái kỳ vọng vào việc là khu đô thị ở Tràng Cát và một số cái khu bất động sản khu nghiệp sẽ được triển khai trong đợt sắp tới, nó sẽ rất hấp dẫn. Hoặc IDC thì cũng thông tin như vậy, để triển khai rõ ràng, tức là các bạn phải thấy, mắt thấy luôn nha, thấy thị trường, thấy cổ phiếu nó đang trong một cái đà tăng lên rất rõ ràng, thì khi như vậy các bạn giao dịch nó sẽ rất là nhạt. Hãy tin vào những gì mình đang thấy trên thị trường, đừng suy đoán, đừng predict. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Phương Vũ ạ, có câu hỏi về cổ phiếu DGC ạ. Cổ phiếu đã tăng rất là tốt trong thời gian vừa rồi, thì nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn là DGC xu hướng ngắn hạn thì sẽ như thế nào, và thế thì thời điểm nào là nên mua vào để có điểm mua tốt ạ? Đối với DGC thì đang là một xu hướng tăng rất tốt, và nếu anh chị nào vừa đầu tư lẫn đầu cơ cổ phiếu này chắc chắn luôn các bạn đều kiếm được tiền hết trong giai đoạn vừa qua, chắc chắn luôn là đây là một phiên bản rất điển hình của việc là các bạn nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp, nghiên cứu kỹ về chu kỳ, nghiên cứu kỹ về các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, và doanh nghiệp này tạo ra số liệu về cái nguồn nhân cực kỳ tuyệt vời luôn, và nó thành một đà tăng, đúng không? Đà tăng cho các bạn thấy là theo tháng, tăng từ tháng 4 năm ngoái cho đến bây giờ. Đây, đối với trường hợp mà ngắn hạn đang điều chỉnh như vậy thì các bạn chỉ cần quan sát là hãy xác định cho mình những cái vùng hỗ trợ có thể có đối với cổ phiếu này. Và vùng hỗ trợ có thể có, ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy nè, đây là vùng có nè, thì các bạn cứ vạch ra đây, nếu nó xuyên qua đây thì các bạn chờ tiếp, 147, dưới 147 thì các bạn chờ tiếp, chờ coi dưới đây nó còn vùng nào nó dừng giảm không, để nó bật tăng lại. Và nếu ở đây bật tăng lại, ok, các bạn follow, bắt đầu follow một hành trình tiếp theo của nó. Và cứ trong quá trình follow đó thì mình chia sẻ với các bạn thêm một cái góc nhìn nữa, là hãy
mua theo tỷ trọng, hãy phân bổ tỷ trọng vốn ở đây theo mức bạn chấp nhận rủi ro của cổ phiếu này là bao nhiêu, theo mức bạn chấp nhận mất, sẵn sàng đối mặt với rủi ro của cổ phiếu này là bao nhiêu để các bạn giao dịch. Chứ đừng có vì mua là thấy nó tăng lên và các bạn dồn hết vốn vô mà các bạn quên mất là lỡ như có rủi ro xảy ra, bạn chấp nhận mất bao nhiêu, nó rất quan trọng. Nên là cái đà này rất là hay, cái này là cơ hội và rất nhiều người cũng đang là follow cái cây này để giao dịch. Nhưng mà một góc nhìn ngược lại là hãy hãy xác định thật rõ luôn là mình chấp nhận rủi ro của cái cây này là bao nhiêu để mình quản trị rủi ro trước khi mình tiến hành đi săn tìm cơ hội. Ở DGC có, ở DGC có cơ hội và triển vọng của DGC, nhiều công ty chứng khoán đang đưa ra các báo cáo của vùng upside rất là cao, là từ 180 cho đến 200 theo mình tiếp nhận thông tin là như thế. Và với xu thế mà thiếu chip đang rất là lớn như hiện tại thì DGC cung cấp cái nguồn đầu vào để sản xuất chip cho các doanh nghiệp, thì cái này sẽ là một cái case rất là hay để mà đầu cơ giá. Tôi triển vọng về doanh nghiệp là có, còn về xu thế giá thì mọi người phải check kỹ và có chiến lược giao dịch phù hợp. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Hiệp Lê có câu hỏi với anh Văn về nhận định về mã BSI ạ. Chứng khoán đúng không? Đúng rồi ạ. Chứng khoán thì đối với cổ phiếu BSI này mình check theo chạc thôi nha. Đây là cổ phiếu nhỏ trong nhóm ngành chứng khoán, thì đây là một cái dạng là kênh sideways và vùng này đang là vùng điều chỉnh của cổ phiếu. Thì vùng điều chỉnh này tốt nhất là mình nên chờ các tín hiệu từ những cổ phiếu và leading của ngành, ví dụ như là VND, VND là leading của ngành rồi, HCM, VCI và SSI, để mình coi cái chuyển động của nó, xong rồi mình coi cái phần là cổ phiếu BSI nó đang như thế nào. BSI này đang điều chỉnh và hiện tại chưa phải là thời điểm giao dịch. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là nhà đầu tư Tiến Hoàng có câu hỏi là FPT ngắn hạn là có điểm mua không ạ anh Văn? Có, FPT ngắn hạn có điểm mua. Và điểm mua của FPT nó liên quan đến việc là nó là kênh sideways, nên mọi người chỉ là giao dịch theo gì? Giao dịch theo biên độ thôi. Đó, tức là vùng 92, 93, ok có thể mua. Bật lên tới vùng ở trên đây là vùng 96, 97 là bán. Nó quanh vùng đó thôi, trên range. Thì các bạn quan sát đây, nãy giờ thấy rất nhiều cổ phiếu đang sideways đúng không? Tại vì do thị trường chung nó đang sideways, VN-Index đang sideways. Vậy các bạn sẽ hỏi là ủa? Vậy thì nhóm nào đang tăng? Ok, các bạn coi lại cái phần là phân bổ theo nhóm ngành, theo dòng vốn hóa thì các bạn thấy hôm nay tăng mạnh nhất là gì? Tăng mạnh nhất theo vốn hóa thì là nhóm mid-cap. Nhóm mid-cap vốn hóa trung bình là bật lên từ hỗ trợ trung hạn nữa. Còn nhóm Penny thì sao? Còn nhóm small cap đây tăng 1.4% thì nó cũng bật đồng hỗ trợ trung bình. Thì các bạn chỉ cần kiểm tra là những cổ phiếu mà trong nhóm mid cap hoặc là trong nhóm Penny á, mà những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt á, coi là những ở đây có những cổ phiếu nó hay. Ví dụ ở đây sẽ có một doanh nghiệp mà mình có check là thủy sản như FMC nè. Để FMC nè, đang tăng lên nè. Thì cái này chắc là thuộc mid cap hay sao? Đó thì biết đâu là cái này là lại một cơ hội cho các bạn được follow. Hôm nay thì mình có follow này và mua này. Dạ vâng ạ. Em thấy ở đây là có khá nhiều câu hỏi về một số về xu hướng của một số cổ phiếu của nhóm ngân hàng ạ. Thì ở đây cụ thể câu hỏi với anh Văn là xu hướng của Kiên Long Bank, MB, STB và VP Bank ạ. Thì mình sẽ check luôn cổ phiếu nhóm ngân hàng cho mọi người. Ngân hàng. Ngân hàng thì hiện tại đang Tiên Phong Bank là tốt nhất. Xuống của Tiên Phong Bank đang tốt nhất, tức là Tiên Phong vừa phát hành ra thành công 100 triệu hủy dấu 23. Rồi sắp tới là khi cổ phiếu đó niêm yết thì nó sẽ gọi là hở rum ra. Nó sẽ hở rum ra cho nhà đầu tư nước ngoài và đây dẫn đến là nó cũng là một cơ hội nữa, là cái sức cầu mua mới của cổ phiếu này là cái thứ hai. Phát hành 100 triệu đó được thặng dư vốn cho cổ đông đúng không? Rồi cái việc mà lưu ký cái phần đó thành công, nếu cái phần đó thành công sẽ làm hở rum để nhờ tư nước ngoài mua thêm là cái lợi thế thứ ba. Và lợi thế thứ hai và lợi thế thứ ba mình đang cập nhật là kết quả kinh doanh quý 3 của Kiên Long Bank của Tiên Phong Bank thì như rất tốt, như gấp đôi một kỳ. Mình chưa check kỹ chứ, cái này mới nghe thôi, mới nghe đồn thôi, thị trường tin đồn thôi nha mọi người.
thì dẫn đến là cái đà xu thế này mình thấy là đang rõ ràng đang tăng rất mạnh, và nó là đang tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng, nên là đây là một cơ hội mình mọi người nên follow, đây là mọi người nên follow đối với cổ phiếu ngân hàng mà gọi là để giao dịch ngắn hạn. Còn các cổ phiếu khác, ví dụ các cổ phiếu khác mà có thể là có cái gì đó, ví dụ MSB nè, trong ngắn hạn là MSB đang là bắt đầu rụt lịch nè, đang bắt đầu rụt lịch nè, là bật lên từ hỗ trợ nè, hỗ trợ đây rồi bật lên cái khung vùng kháng cự ở trên đây có nè, đó MSB nè. Rồi thứ hai là gì, thứ hai là ví dụ nào là BVB đi, BVB này đang kênh sideways rồi chưa có gì hết. Hồi nãy là Kinh Long Bank đúng không? Kinh Long Bank thì trạng thái này còn yếu lắm, trạng thái này còn yếu lắm, chưa chưa có gì nổi bật đâu. Và nếu mà giao dịch cổ phiếu với Kinh Long Bank á, thì mình phải nên quan sát những thằng đó nó lớn hơn để mình xác nhận cái xu thế. Thường các bạn giao dịch những cổ phiếu mà cổ phiếu nhỏ trong ngành đó, thì các bạn nên chờ những thằng lớn trong ngành đó hình thành xu hướng rồi các bạn giao dịch những thằng nhỏ. Tại vì thường thằng nhỏ cái mức độ hệ số beta của nó sẽ cao hơn so với thằng lớn, nhưng mà phải chờ thằng lớn xác nhận xu hướng đã. Nhưng ở trong nhóm ngân hàng thì hiện tại thằng lớn đã xác nhận xu hướng đâu. Techcombank vẫn đi ngang, Vietcombank cũng đi ngang luôn. Rồi VB, VB đang hồi phục. Thì tính là VB với Tiên Phong Bank, nhưng không không mang tính chất đại diện cho ngân hàng được. Đó thì mọi người follow up như thế để mọi người biết cách mà xử lý thông tin thị trường. Đó là nhóm ngân hàng. Vậy còn kỹ thuật của MB và Sacombank thì anh Văn nhận định như nào ạ? Đúng rồi, mọi người quan tâm ngân hàng nhiều thật. MB thì đi ngang luôn. Và thật ra là trạng thái của MB đang xấu, tức là hôm bữa nhà đầu tư nước ngoài mua hết room của MB luôn. Đúng thôi. Nhớ đúng là rồi. Cái hôm mà thứ 6 nhà đầu tư nước ngoài mua hết room của MB. Thì khi mà mua hết room xong họ đã làm gì? Họ chẳng mua nữa. Họ đâu còn lực, họ đâu còn cái gì để họ mua nữa đâu. Tự nhiên nó sẽ bị trả lại cái vùng giá trước khi tăng, tức là cái lúc này nè. Nhà đầu tư có kinh nghiệm là sẽ gì? Lô ra bán hơn là đi mua. Đi ra bán cho nước ngoài. Sau đó không còn lực mua nữa, ok, ai bán thì mình sẽ đi mua sau. Đó MB. Còn đối với ví dụ ACB luôn đi, mình sẽ review hết nhóm mình, cũng sideways luôn, không có gì hết. Và các bạn sẽ để ý nè, khi một cổ phiếu mà không có xu hướng mà các bạn giao dịch cổ phiếu đó, tâm lý của bạn sẽ gì? Nghĩ mình mua được rẻ, nghĩ mình mua được rẻ. Mình nói luôn, các bạn mua được rẻ nó sẽ có giá rẻ hơn. Hoặc các bạn mua rẻ khi mà giá bắt đầu nó biến động nhẹ thôi, trong khung này thôi, các bạn sẽ bị rung lắc lên tâm lý. Và đặc biệt những cái phiên mà bật như ví dụ như MBB này, các bạn sẽ bị tâm lý ăn non ngay lập tức. Hoặc là các bạn mua thêm hoặc ăn non hoặc cái gì đó, cứ action ở đây các bạn sẽ bị dính. Action này các bạn sẽ bị dính. Nên hãy chờ, chờ có xu hướng đã. Đừng vội, đừng vội. STB luôn, STB y chang vậy. STB cũng đang một cái đỉnh nè, hai đỉnh nè, ba đỉnh nè, toàn thấp dần không, bây giờ còn thấp hơn nữa nè. Thì trạng thái rất là xấu, trạng thái rất là tệ. Bỏ qua luôn đi khôi. Những cổ phiếu ngân hàng tốt nhất là hiện tại giao dịch ngắn hạn, chưa nên giao dịch. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là có câu hỏi cho anh Văn về xu hướng của các cổ phiếu quỹ đầu tư như là Bamboo Capital hay là Chí Việt ạ. À, BCG đúng không? Đúng rồi. BCG đang là trong trạng thái điều chỉnh, xu hướng tăng được thiết lập rồi, xu hướng tăng được thiết lập rồi. Và cổ phiếu này nếu mà đánh giá về mặt xu hướng lớn nha, xu hướng lớn của BCG thì đang bắt đầu hình thành, đang bắt đầu hình thành, dòng tiền vào rất tốt theo tháng nha mọi người. Còn đối với trạng thái ngày, trạng thái hiện tại cũng như hiện tại của mọi người đang vùng điều chỉnh. Và các bạn, nhiệm vụ của các bạn là gì? Chờ cho quá trình điều chỉnh này kết thúc đã, hãy giao dịch sau. Mà xu thế nó vẫn có, triển vọng về dài hạn vẫn có, thì việc còn lại là chờ cho quá trình điều chỉnh này kết thúc rồi các bạn hãy giao dịch. Nó gọi là confirm nó tăng tăng giá trở lại thì các bạn luôn các bạn giao dịch theo cái đà đó là được. Còn chơi này á, nó là 50-50, nó có thể đang điều chỉnh và cũng có thể là đảo chiều cắm xuống. Các bạn hãy chờ cho quá trình gì, điều chỉnh trở thành tăng thì các bạn follow, mà điều chỉnh trở thành giảm thì các bạn nên cắt ra. Rồi đối với cổ phiếu TVC đúng không?
Đúng rồi. TVC thực ra là nói về xu hướng thôi thì xu hướng của TVC đang tăng lên lại, nhưng các bạn thấy một cái nến như vậy không? Nó tiềm ẩn rủi ro cho mọi người quá nhiều, nên các bạn cũng phải đánh giá lại sau khi kiểm tra các cổ phiếu của mình nó có thỏa điều kiện hay không, tức là có thuộc dạng là mình nên phòng ngừa nó hay không. Và nếu như mình xem xét lại thì mình thấy cái hiện tượng này á, là hiện tượng hết sức rủi ro đối với doanh nghiệp, đối với những người mà dự định đầu cơ, tại vì rủi ro mất vốn của mọi người đây rất là nhiều. Nên khi mà kiểm tra lại như vậy xong, các bạn ngó cái trạng thái này xong, các bạn thấy gì? Hãy nên cẩn thận khi giao dịch cổ phiếu này. Đồng ý là trong giai đoạn vừa qua nó đang có thần xuống tăng trở lại, nhưng hãy nên thận trọng. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư Thùy Nguyễn có câu hỏi với anh Văn nhận định về mã NAFUT ạ. NAF hình như tăng trưởng quý này là tăng trưởng 50% như vậy. NAF vừa ra quý 3 là tăng trưởng đâu đó khoảng là 50%. Anh chưa có đọc báo cáo, nhưng mà đối với trạng thái của NAFUT á, thì mình sẽ thừa nhận nhau một điều là đây là cổ phiếu mạnh của thị trường, tại vì liên tục là tăng giá liên tục từ 2018 cho đến bây giờ. Và nếu mà xét ra các bạn đầu tư tích lũy tài sản lỡ này là các bạn có lời chắc, là cái thứ nhất. Rồi đến cái phần là xu hướng trong ngắn hạn thì các bạn thấy nè, xu hướng trong ngắn hạn thì liên quan đến việc là trạng thái hiện tại của cổ phiếu, thì trạng thái hiện tại của NAFUT là gì? Trạng thái hiện tại của NAFUT đang là vùng điều chỉnh, thì các bạn chờ cho kết thúc quá trình điều chỉnh rồi các bạn hãy giao dịch, thì tiềm ẩn của nó sẽ là cái hiện tượng sẽ như vậy. Thì khi nào mà nó kết thúc quá trình điều chỉnh nó tăng lên thì các bạn follow. Dòng tiền của NAFUT tương đối là ổn đều để các bạn có thể giao dịch được. Đó là NAFUT. Thì đây là trạng thái đang hình thành, các bạn sẽ ngó trạng thái này ở đây với lại ở đây nó có xảy ra hay không, đó để các bạn follow up. Dạ vâng ạ. Thế nhận định của anh Văn với cổ phiếu HAH, một cổ phiếu vận tải khá là hot trong thời gian vừa rồi, như thế nào ạ? HAH đang vùng điều chỉnh và dòng tiền đang bán ra, và dòng tiền đang bán ra với HAH. Thì đối với HAH thì trạng thái nếu mà các bạn xét một khung tuần, khung tuần lớn hơn thì bạn sẽ thấy vậy, là một đà tăng giá mạnh mẽ, nó đã xảy ra rồi. Đó, xảy ra rồi. Hiện tại là giai đoạn cổ phiếu nghỉ ngơi một thời gian. Và sau khi mình đọc cái báo cáo phân tích của bên Rồng Việt có chia sẻ là HH tạm dừng một cái tàu đi từ Hồ Chí Minh qua Singapore, tức là trong giai đoạn giãn cách vừa rồi ở phía Nam thì cũng có bị ảnh hưởng. HH có bị ảnh hưởng một chút xíu là phải dừng hoạt động một tàu đi cái chuyến từ Hồ Chí Minh qua Singapore. Nên dẫn đến là follow kênh này thôi, tại vì triển vọng của HH đến khoảng năm 2022 lực. Còn trong giai đoạn hiện tại thì nó đang điều chỉnh, nên hãy chờ cho quá trình điều chỉnh để kết thúc đã. Dạ vâng ạ. Do thời lượng chương trình chỉ kéo dài trong một tiếng nên xin phép được hỏi câu cuối cùng ạ, là nhận định của anh Văn về một số cổ phiếu bất động sản như là DG, HDC hay là Sacomview ạ. Ok. Thì anh sẽ check cái nhóm bất động sản cho mọi người luôn, coi là cơ hội nó đến từ cổ phiếu nào. Ở đây sẽ có là HDG nè, HDG đang ở trend nè, rồi HDC nè, HDC đang xuống tăng nè. HDC thì mọi người lưu ý là nếu như các tuyến đường mà các hạ tầng giao thông được phát triển đồng bộ Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu thì HDC cũng là doanh nghiệp được lợi, và cái xu hướng của HDC vẫn đang tốt, thì mình cứ follow up cái cơ hội đầu tư HDC thôi. Rồi IDG cũng đang là trạng thái xuống tăng nè, tăng mạnh luôn. Rồi cổ phiếu mà Khôi hỏi là cổ phiếu gì nhỉ? Sacomview anh ạ, SCR. SCR trên đây. SCR thì giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường điều chỉnh thì điều chỉnh hơi sâu, nên quá trình này sẽ hơi tốn thời gian gọi là phục hồi lại một chút xíu. Trend của SCR thì mới bắt đầu hình thành. Đó thì mọi người follow cái cây này được.
Còn mình thì chưa có tìm hiểu về cơ bản của doanh nghiệp, và mình cũng không tìm hiểu về về chu kỳ hiện tại của nhóm ngành bất động sản nha. Thì mình chỉ nói về chart thôi. Hiện tại cái này điều chỉnh thì cái này cần thời gian, nó sẽ là dứt dắt, nó sẽ đi kiểu như vậy cho mọi người nè. Nó phải hồi nhịp rồi test lại, rồi mới sau đó mới bật tiếp hay là cắm xuống hay không thì mình không biết. Nhưng mà ít ra thì nó phải có second test nữa, một cái đáy tiếp theo nữa. Rồi cổ phiếu ví dụ CKG nè, là trong cái trend tăng dài hạn nè, đây là quá trình điều chỉnh trung hạn nè, các bạn follow cây này thì cũng được. Quỹ đất của CKG ở ở Kiên Giang rất là nhiều, ở Rạch Giá rất là nhiều. Rồi rồi còn cổ phiếu nào nữa? DIG. DIG thì trạng thái của DIG hôm bữa mình có chia sẻ với mọi người thì phải là trạng thái nào bắt đầu xấu rồi, trạng thái bắt đầu xấu rồi, mọi người nên là canh hồi để mọi người bán ra thôi. Hãy nên chờ một nhịp cái hồi này nè, hồi phục lên lại vùng này để mọi người bán ra thôi. Vì mình nghĩ là nó sẽ, tại mình quen với cái phong trạng này thường nên nó sẽ chuyển sang sideways là chính, chứ nó không hình thành đà tăng giá được đâu. Tại vì dòng tiền nó đang ra rất là mạnh, dòng tiền nó đang ra rất mạnh và nó ra bắt đầu ra từ trên đỉnh rồi, và dẫn đến là cái đà này nó càng ngày khi mà trạng thái của thị trường mà nó không tốt á thì dòng tiền nó sẽ bán ra rất là mạnh, nên lưu ý đối với trạng thái đi cơ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Văn về chia sẻ về xu hướng của một số cổ phiếu ngành bất động sản ạ. Và cũng xin cảm ơn anh Văn vì đã đồng hành cùng với khán giả, quý vị khách hàng của VnDirect trong chương trình hôm nay. Thì trước khi được kết thúc chương trình thì em xin được chia sẻ về một số khóa học đầu tư trực tuyến hiện tại của VnDirect. Với các chuyên gia thì hiện tại là có 4 khóa học là Con đường sức khỏe tài chính và An tâm đầu tư, khóa học đầu tư cổ phiếu, khóa học phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán và khóa học hoạch định tài chính và quản lý tài sản. Thì các anh chị có thể tham gia đăng ký vào các khóa học này của VnDirect khi dùng mã QR code ở dưới đây ạ. Dạ vâng ạ, và bây giờ là 5:05 và em xin phép được kết thúc chương trình đồng hành giao dịch ngày 28 tháng 9 ở đây ạ. Xin cảm ơn anh Văn rất là nhiều vì những chia sẻ và nhận định ngày hôm nay với tất cả các nhà đầu tư của VnDirect hiện tại ạ. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia lắng nghe và theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.